Chào mọi người nha. Sau một thời gian đi nuôi cá thì cá mình cũng đã đẻ đây mọi người. Đây này, đây là cá con này. Đấy, mọi người nhìn kỹ không? Đây cá con sinh sản ra này. Đây là bên mình tạp dề này, đang đẻ ra đây, vừa đẻ xong rồi. Đấy. Hôm nay nó vừa mới đẻ này mọi người nha. Cá con này đang bơi tung tăng này đấy. Đấy. Rồi, tí nữa đi mình thẻ tách con cá mè ra. Rồi ăn cá bú ra. Cá đã đẻ này, đây còn cả cái đén này là bị đang bị bệnh nha mọi người, đấy, đây cho mọi người nha, đây bây giờ mình tách đẻ này, hôm qua có một con đẻ rồi, con chưa đẻ mình để đây, đấy. Đây yếu này là cũng là cả con luôn, cả đẻ rồi, cả hơi ít, nhưng mọi người không nhìn thấy đâu, đấy, thì con ở bên kia đó. Bên kia còn hai bầy, có một bầy bùng rất to mọi người nhé. Để xong thời gian nuôi từ 5 thùng lên thì dẫn lên cho có mấy thùng nữa mọi người này, mình nuôi có tháng thôi là cả 7 màu cho mọi người nhé. Đây đây đây, đây. Ở đâu đây mọi người nha, mấy con này kia con bụng to chắc cũng gần đẻ rồi, chuẩn bị tách nhỏ đây, có con này sắp đẻ rồi, mình chuẩn bị chắc phải tách nhỏ ra này, đang còn thùng mình tách nhỏ ra nha mọi người nhé. Còn đây thì cũng có con, có một con thì nó đẻ xong rồi này. Nếu nào các bạn sau này muốn mua cá thì liên hệ mình nha, một cá giống liên hệ mình nha, mình tương lai mình nuôi để mình bán hàng dạng dân giống này đấy. Đấy, các bạn thấy cá con đắt chưa, người nuôi chắc ở tâm hơn tháng đi rồi ạ, cũng đã có cả con này, thì cũng rất là vui mọi người, nuôi hơn tháng mà cả con là đã như vậy thì cảm thấy rất là vui, rất là phấn khởi để nuôi tiếp. Đây cái bay con này nó đẻ nhiều rồi chưa, có một con thôi mà nó đẻ mà nhiều cả con này mọi người, mọi người nhìn kỹ không, vì lồng để mà cho cá đẻ thì nó rất là đơn giản mọi người. Chỉ là một cái mình vừa than cá này ra luôn, mình vừa than cá đực này ra chấm vớt đấy mọi người coi nhá, vớt cá đực cả cái này ra để xong rồi. Rồi mình vớt qua bên này nhá, đây là cùng bay của nó, mình vớt qua bên này rồi. Đây vớt cả mè ra luôn, cả mè rất là nhanh. Đấy, ý đây con ơi, đấy, vào đây, ok, để anh đi chưa, hay rồi, đấy, nó đẻ xong rồi thì mình để có bầu xong mình cho thả nó đẻ được nhá. Đấy, thì ra cả con nào, thì mình tách cho bay kia luôn. Đây có con nên nó đẻ xong rồi đấy, mình tắt tách nó ra luôn. À, con đây này, con này đẻ rồi, hôm qua nó đẻ rồi, con này đang bùng càng to mọi người, đây, con này bùng càng to này, con này nó đẻ rồi nhá, con nó đẻ rồi, đó thì tí nữa mình sẽ tách, mình sẽ quay cho mọi người cùng coi, này. Cả bảy màu đỏ nó đẹp này. Đây mà có bảy màu rồng nha mọi người nha, nuôi đây quay mọi người thấy rất đẹp, thì mình bỏ đá dán thạch cái gì bình lọc này vô mình từ 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 chế nha mọi người nha, chạy cực kỳ mạnh nha, đấy bê lọc từ chế này, đấy mọi người nào thích cả ở đây tự nhiên kinh nghiệm nuôi cá thì nhớ đăng ký kênh của mình nhé.
Vậy mọi người mà thấy video hay đừng quên like, share và chia sẻ nhé, để cùng mọi người cùng cùng xem mà. Thế nếu mà mình muốn tách cá đẻ mọi người thì mình chỉ một bầy một cặp và một con thôi nhé, để mình dễ kiểm soát này, dễ biết cá đẻ này. Nhưng bỏ nhiều quá thì mình rất là khó để nhận biết con nào đẻ con chưa đẻ, và nhiều con đẻ xong bụng nó vẫn đang to mọi người ạ. Đấy, đây là mình vừa tách ra đây. Đấy, cá cũng còn cá rất là đẹp, còn màu đen đang lấy máu rồi. Cá của mình đây thì cũng đang ăn tớ chứ chưa được da lắm mọi người nhá. Đấy, mình thì kinh nghiệm mình thì cũng biết vậy thôi, mình nên tách, mọi người nên tách một con một ô đừng mà để chung. Để chúng thì mà cá nó đẻ mình cũng biết nữa, và lại cá nó ăn con mình cũng biết luôn. Đấy, mình không thể kiểm soát được. Đây hôm nay xong rồi này, mình lấy cái này ra tí mình ủm con khác để mình tách con khác ra. Đấy, mình làm hơi cũng chưa được ngon được đẹp thì lắm rồi. Mình lấy cái rượu mình nằm đái vậy. Đấy. Thả cả ra. Đấy, kỹ nha mọi người nha. Con nào bạn thành rỗ kiểm tra. Nhìn vậy một con nó đẻ rất là nhiều mọi người này, cũng khá là được mấy chục con này. Đấy. Đấy à. Mình quay trực tiếp cho mọi người coi nữa nha. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người gặp lại clip sau nha. Mình sẽ tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm về cá cho mọi người cùng coi. Đấy. Rồi, bye bye mọi người. Chúc mọi người một buổi tối.